sinh một kiếp vô thường, có ai giảng thọ vô cương bao giờ. Vì tham cái thọ vũ vơ nên bao kẻ học đòi vua thủy hoàng, đi tìm quyển hoặc tiên đan những mong bất lão để tràng sinh chơi. Nhưng thử xem ở trên đời có ai thọ được tuổi trời ngàn năm, ví dụ bành tổ hay chăng chẳng qua huyền thoại sao chăng đỡ cùng nguyên lai chữ tại cội nguồn.
chẳng chi quý bằng nụ cười hồn.
năm còn vút dòng hò mang nghiêng trở về chứ tại nhãn tiền bao đời nó quậy đảo điên nhân quần từ cái tham qua cái tham sân nó xoay dần quá si chỉ nhân chính nhân mời lần thêm có điều thương cũng chẳng hiền là vì đối tượng chẳng bền chắc chi một là cái sắc hương kia xinh thì xinh thật thơm thì có thơm nhưng đâu giữ được trường tồn bóng câu qua cửa anh gương qua mình hai là tương tự tâm sanh tâm thương thì sâu cũng thành dễ thương mà khi tâm đã ghét hờn thì mẫu đơn cũng xấu hơn qua hèn cái tâm cái tướng bóng thiền cái thương cái ghét cũng chèn lẫn nhau thương mà không được thì đau thương mà cắp mặt thì sầu hai nghiệp não đùng do duyên ấp đó
nợ duyên nghiệp chướng sâu dày, cũng vì một chữ si này mà ra. Tham sân si ấy tam ma, cũng là tam độc, cũng là tam tai, tạo nên lực tại giống dài. Tại vì bởi tại cho ai não phiền, ở đời nếu có thần tiên là gì nhất nhất nhàn lên thiên thần. Nhàn là tự tại thanh tâm, là không bị tài nó dần nó xoay. Vượt qua ba cái lực này, ắt là hành giả nhập ngay niết bàn. Ở đời không phải mãi an, ở đời bị tài mạng kiểu đầy tí dơi. Kiểu ti nghĩ cũng hư đời, tạo nên lực tài xoay người đảo điên. Đứng không dừng ngồi không yên, cũng vì cái chữ mạng phiền não kia. Sao chữ mãn là chữ nghi, tại vì bởi tại cũng vì nghi nan. Trong bao điều đứng thế gian, cái điều đứng của nghi đang đứng đầu. Oh,
sanh giới nghi tâm thì xem ra cũng khó phần ít nhiều. Cái nghi tác quay tác yêu giật dây con dù thiếu điều xác sơ, nên ra tay kiếm tay cờ chẳng nên thì chớ chẳng nhờ tay ai. Nam nhi hán tử anh tài ấy do sức tự tại oai dũng thần, còn như những kẻ phàm nhân suốt đời bị tại nó giận nó xoay. Độc nghi đầu mối thua buồn khôn,
trăm nỗi bé bàng, độc mạng trăm nỗi dở dang phận người. Độc nghi trăm nỗi rối bời, cho đời nhân loại quá đời rong riêng. Vì chân bị tải rất nhiều, nó làm hai chữ more.
tại mưa, tại nắng, tại anh, tại nàng, tại bệnh tật chẳng an khang, tại dơ bẩn chẳng cao sang ngọc ngà. Vì thân là thế nên ta mãi bị tài phiền là tâm thân. Nếu thần trong da trắng ngần vượt qua nhớ bận như thân Phật Đà, thì trăm bị tài phiền đâu chỗ để lê la trượt phiền. Trong tứ niệm xứ sâu hiền, còn thọ thì khổ nó truyền pháp âm rằng bao thứ thọ trên trần, thọ danh gia, thọ kim ngân, thọ tình, thọ mai, thọ trúc xinh xinh, thọ phúc lộc, thọ hương ninh, bồn bàn. Bao nhiêu thọ bấy nhiêu mang, có bao nhiêu khổ lại càng bấy sân si mạng nghi này đó thôi. Hai là nghiệp chướng đầy dơi, từ bao đời, từ bao đời vô minh. Cái thương mê mũi cái lòng, tiêu ma trí tuệ, tiêu vong tinh thần. Đưa người tới chốn dòng thân, tự dưng đánh mất cái chân tâm mình, chỉ còn mượn tướng bóng hình của ai ai đó cho mình đây.
tham sân si ấy tham ma cũng là tham độc, cũng là tham tai, tạo nên bị tại giống dài. Tại gì? Bởi tại sắp sửa xa rời cõi dương, vì trong giây phút lên đường cái trạng thái tâm thức đương sự này sẽ mang tính quyết định thay cho trụ sở của người này kiếp sau, cho nên năng lực qua những sám nguyện từ câu kinh vàng. Kinh cầu siêu, kinh cầu an, quả là vô lượng giữa đàn tràng kia. Ba tập quán nghiệp một người quen quay hành vi trong đời sẽ thành nghiệp lực để rồi dẫn đường dẫn lối cho người kiếp sau. Muốn tích lũy nghiệp dồi dào, những thiện những ác chen nhau trập trùng quá thành tâm của người ta còn như
buộc ràng, thật đỏng đảnh, thật ngăn ngang. Đồ điều cùng vì cái cả tự yêu, sinh ra đồ thất tí kiêu ấm ơ. Như con tầm đỏ nhà tờ, tự mình trói buộc mình vô kén mình. Bên cạnh ngã ái vô minh là lòng ngã mạn, coi mình thật to, ngỡ mình là cái vốn no, trung tâm vũ trụ ai so cho bằng. Chính vì ngã mạn lẫn nhân mà bị mà tại cho ta trôi dạng ái hà, 12 bến nước biết ra lối nào. Ngoài cái ngã mạn tào lao, còn bao cái ngã, cái nào ngã hơn. Nhưng một khi dẹp ngã tình, lại thay vào một ngã sinh như rầm. Ấy là cái ngã tròn trăng của Như Lai tạng thượng hằng như thơ. Ngã này rất đổi tình mơ, chẳng còn dương chút dây tơ. Trói đời trong cái trói trăng, của bể giới tài của trăng.
giới đen, của thiện giới ác, của sen giới bồng. Một cái ngã rất chân thường, một cái ngã rất càng khôn tuyệt cùng. Cái ngã vô thủy vô chung, cái ngã đại lực đại hùng đại bi. Một cái ngã rất hài nhi, không tên không tuổi, không đi không về, không đắn đo, không hẹn thề, rất diện ly rất.